Phương Dung xin chào. Chương trình Khẩu vị Ngôi Sao hôm nay đến thăm ngôi nhà Phương Dung. Nhưng mà nói đến thăm ngôi nhà Phương Dung, thăm Phương Dung thôi, nhưng mà chắc chắn là chương trình Khẩu vị Ngôi Sao. Đã cái chữ khẩu vị là phải xuống bếp, mà đã xuống bếp rồi thì chắc chắn là phải thăm cái tủ lạnh nhà Phương Dung. Thì thôi bây giờ khỏi phải để mọi chờ lâu nha. Phương Dung xin mời chương trình Khẩu vị Ngôi Sao khám phá coi tủ lạnh nhà Phương Dung có những thức ăn gì nha. Đây, xin mời. Đây đầu tiên là phân tủ đông. Thường thường Phương Dung để kem và rau ua, là bởi vì đây là hai cái món mà mỗi khi mà Phương Dung đi làm về thì rất là khát nước, và điều đầu tiên là phải chui vô trong cái tủ lạnh này để mở. Nếu mà có rau ua thì ăn rau ua, mà có kem ăn kem. Còn cái thứ nhì nữa đây, mấy cái cục nhỏ nhỏ này mới nhìn là tưởng là sô cô la, nhưng mà không phải ai mà để sô cô la ngăn đá như vậy, mà là phô mai. Nhưng mà ai mà lại để phô mai trên ngăn đá như vậy, cứng quá thì làm sao ăn. Xin bí mật một điều là phô mai để trên ngăn đá để càng lâu thì mình sẽ giữ được cái hạn sử dụng nó càng lâu hơn nữa. Mỗi khi mà muốn ăn mình chỉ cần lấy 1-2 viên ra, rồi khi mà nó hơi mềm mềm một chút xíu nữa mình ăn với bánh mì, với ốp la rất là ngon. Người miền Tây thì khoái ăn tôm, nhà Phương Dung lúc nào cũng có sẵn tôm. Tôm thì chắc chắn là các bạn phải biết một điều là Phương Dung thích nhất là món tôm rim nước dừa. Nước cốt dừa mà nó thấm vô trong tôm, ăn 1-2 kén không biết ngán là gì hết. Xin đóng lại ngăn đồng. Tiếp tục khám phá ngăn dưới của nhà Phương Dung. Đây, không thể nào thiếu trong tủ lạnh của Phương Dung. Trứng gà, trứng vịt rất là nhiều, hết là phải bổ sung vô. Mà không phải bổ sung vô chừng vài ba trứng, mà phải bổ sung từ 10 trứng trở lên. Lý do tại làm sao mà tủ lạnh lúc nào cũng có nhiều trứng thì một lát Phương Dung sẽ bật mí cho các bạn coi. Cà chua cũng là một món mà để Phương Dung chế biến, mà chế biến món gì một lát Phương Dung sẽ bật mí. Đây là rau, Phương Dung rất ít ăn rau, nhưng mà những cái rau này là để cho gia đình của Phương Dung là chế biến. Ví dụ như là rau muống thì để mình xào, đậu que cũng để xào. Nếu mà được một ngày nghỉ là Phương Dung là yêu cầu toàn bộ gia đình của Phương Dung là đi ra phòng khách chơi, đi thư giãn, để một mình Phương Dung xuống bếp. Và chắc chắn là sẽ có một bữa tiệc rất là ngon, đầy đủ mặn ngọt chua cay cho gia đình của mình. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Nhất là trứng chiên thịt, trứng luộc. Thứ ba là trứng cũng là luộc, nhưng mà điều đó mình bỏ nước mắm vô, mình bỏ miếng ớt vô, cái mình dăm đó. Còn cái thứ tư nữa là trứng xào ổ qua. Trời ơi, đó là món đắng lên phải không? Mình ổ qua mình sắc ra, cái mình trộn ổ qua lên là trứng xào ổ qua. Còn món canh đó là trứng canh cà. Lý do tại làm sao mà tủ lạnh lúc nào cũng có nhiều trứng thì một lát Phương Dung sẽ bật mí cho các bạn coi. Bi kịch một cái là Phương Dung rất ít ăn rau, hầu như là không ăn rau. Nhưng mà ngược lại thì Phương Dung uống nước trái cây. Là sáng nào, hầu như sáng nào mà trước khi bước chân ra khỏi nhà là lúc nào cũng phải có một ly nước ép trái cây. Có hôm thì ép cà rốt với cà chua chung với nhau, có khi nước bưởi, có khi thì nước táo. Nói chung là có lẽ là nước ép trái cây là một cái khẩu phần sáng của Phương Dung. Ngoài ra thì uống nhiều nước. Cứ một ngày như vậy là cứ một bình nước, uống thật nhiều nước. Thì có lẽ cái đó để làm cho mình, thứ nhất là mình có cái sức khỏe, là bởi vì mình uống nước đủ tiêu chuẩn của mỗi ngày. Cái thứ nhì là nhờ mình uống nước trái cây và uống nước gì, cho nên vẫn còn giữ được một chút xíu nào đó gọi là nhan sắc của tuổi xuân.